Ông của cháu ơi. Đang đi vào để xem ông. Em xin chào thưa các bác. Hôm nay thì em lên trên nhà đồng chí Dùng để quay cho bác xem cái tổ ong dế. Đợt trước anh em mới bắt ong dế sớm về nuôi, xem cái mức độ phát triển nó như nào các bác nhé. Tổ này thì theo như đánh giá của anh em thì khả năng là chắc là nó đứng khả năng nhất nhì ở Lào Cai rồi. Tổ này một chúa. Đây khu vực này là khu vực cái máng ăn đây này, đồng chí Dùng để cho ong ăn đây. À, vẫn ăn này. Vẫn ăn thì vẫn về đây. Trong ấy, ui dồi. Có vẻ người mùi lạ sao nhỉ? Đấy ông đấy, chuột đấy vàng đấy. À ừ. Cái khu này có cả ông. Anh đi xa xa thì đi. Gió ra có ông đất chúa vàng gian rồi mọi người. Mình sẽ đứng ở một khoảng cách nào nhất định để mình zoom máy về cho các bạn xem thôi. Đợt này thấy quân to lắm rồi. Ừ, quân to nhỉ. Mình sẽ đứng ở đây nhá các bạn nhá. Đang đào đất kìa, to lắm rồi. Cả xe rùa đất thì chứ. Cái gì? Hai xe rùa rồi chứ, xe rùa cái gì? Nó công đất kìa. Nó công đất rất là mạnh rồi. Xa thế liệu có nhìn thấy gì không? Nhìn thấy. Zoom máy bây giờ các bác xem. Ong này nó khá là dữ nên là anh em không dám lại gần đâu. Bây giờ quân nó đông là nó dữ rồi mọi người. Đây. Mọi người xem nó đào đất này. Ong đi lại rất đều luôn nhé. Đấy. Đều chưa? Đất nhiều lắm rồi. Đất phải hơn rồi. Cái chỗ dài ở giữa giữa đây hơn 1 mét mà. Cái chỗ hai cái cọc đấy. Cái hố thì trước em đào đất chôn này nó có sâu. Em là em không để sâu đâu, em để được. Đúng cái kích cỡ của nó chỉ thì khoảng 4, tầm bao nhiêu 4 phân? 4 đến 5 tầng thôi. Khoảng tầm rộng ấy. Rộng 1m2. À, rộng 1m2. Ừ. Chắc tương lai là phải nhấc lên làm lại. Ừ. Nhưng mà chọn được cái vị trí đất mềm cũng đỡ nhỉ, sợ bỏ đá thôi nhỉ đúng không? Ở dưới em có tìm xếp đá vào ấy. Thì cái tổ này đợt trước là báo cáo mọi người là cái tổ này là cái thời điểm mình quay cái tổ ong kia là đến thời điểm này là vừa tròn tầm 2 tháng. Nhưng mà chính xác cái tổ này lúc anh Dùng anh đặt tiền trên đấy là anh bây giờ bắt về là chậm 10 ngày nữa là bây giờ là chưa được 2 tháng đâu. Tính từ lúc đặt ra đất này là bây giờ là có hơn 1 tháng thôi. Là cái đàn ong nó phát triển như này rồi. Thì cái này mình vẫn mua ở chỗ anh Các nhé. Anh Các ở chỗ xã Bản thôn Bản Lầu chứ nhỉ. Thôn Bản Lầu xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Đấy. Cái ong dế giống ở bên cơ sở thì bên đấy này chỗ em bây giờ vẫn tiếp nhận và trao đổi mua bán đúng không? Ừ, vâng. Thì bây giờ là anh em là có nhu cầu thì mình sẽ để cái số điện thoại dưới phần mô tả của cái video này nhé. Con chú đất vàng kia vẫn về ăn đây là chứng tỏ tổ rất gần đây luôn. Ừ. Đây, góc này mọi người thì nhìn thấy này, nó đào đất tởm đời chưa? Ông đi làm đều lắm. Ông đi làm quá đều luôn. Bây giờ mấy giờ thì Dùng nhỉ? Giờ 8, 9 giờ, 9 giờ sáng. Ui dồi ôi. Nó đào đất này, đều như vắt quất này. Còn to phết thì chứ. Cái lứa đầu nó bắt về bé tí nhỉ. Ừ. Nhìn nó chỉ bằng con ong bầu trời thôi. Còn bây giờ nó to như này rồi. Ở chú ở bầu trời, đợt này nó to rồi. Ừ, cái bọn đi làm về to thật đấy. Con đi làm về. Cái cửa hang này trước em đục to mà bây giờ nó to thế. Em đục cũng bình thường thôi nhưng mà Nó cắn ra là... nhỉ. Tầm này nó mới đi làm nó mới thoáng được. Ừ. Nó tự đục ra nó mới thoáng được. Quá kinh khủng. Tổ này xe chắc là dự kiến đến tháng 9 tháng 10 là nó đi to lắm rồi nhỉ. Không để tháng 9 tháng 10 đâu, khả năng tháng 8 là bắt đầu bắt ở tổ này. Ừ. Khai thác rồi. Này nè, úi giời, nó thả đất nè. Ông làm đều nhỉ.
Cái này nó bằng cái cảm giác, anh cảm giác như kiểu nó bằng cái tổ ong đất vàng ở trước mình bắt về rồi nhỉ. Được tổ 4 cân ý. Khả năng tổ này nó được 3 4 cân rồi. Cái lượng ong nó đào đất như này nó ngang như của một cái tổ ong đất vàng to rồi. Tầm 3 cân 4 cân rồi. Đây, lúc bắt về nhìn bằng cái nắm tay ấy đi. Nói chung là cái này thì mình đưa ra đất là vào cái thời gian mà cái nhiệt độ khí hậu nó phù hợp là nó phát triển được thôi mà, đúng không? Chuẩn. Còn về thì anh em là ví dụ là đang nó đang ở cái khu mà ở trại về mà nó đang quen nhiệt độ trong đấy rồi mà gặp cái môi trường ở ngoài mà nó nóng nóng quá hoặc lạnh quá nó chưa phù hợp ấy thì là cũng không ăn thua. Cái này hình như đồng chí dùng mang về đặt ở trên nhà, nghĩa là mình nuôi ở trong cái thời tiết trên này chưa cho đất vội một thời gian nữa xong bắt đầu mới cho ra ấy. Vậy tính ra cái này nó chỉ được ra tháng thôi nhỉ, từ lúc đặt đất này. Ủa cái con thì nó tha cái con côn trùng phải to tướng. Tầm này nó đi phá được ong khoái bay rồi đấy. Ở cái tổ này như nó phá cái tổ ong khoái đen nọ mình bắt đây. Cái tổ khoái đen nọ anh em mình bắt là để lại khá là nhiều nhộng mà cái tổ ong dế này nó đến nó phá rồi. Năm ngoái anh em mình nuôi thử một cái tổ bắt ở ngoài rừng về. Nó khoảng tầm hơn 3 cân nhỉ. Nhưng mà xung quanh ong bầu trời nó phá không còn tổ nào quá. Bữa này hôm nay mình thấy cả con chúa ong cắn lá này. Chúa cắn lá ra rồi ấy nhỉ. Gió y tin nhé, chơi đứng đây lâu rồi. Gió đang thổi hướng tổ ong đấy anh ạ. Cái ong nào nó ở trong tổ bay 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 còn quay quanh là phải chạy nhé. Ngắm đàn ong của đồng chí dùng một chút nữa xong rồi mình về thôi. Đấy, còn chú cắt lá kìa. Nói chung là anh em mà có nhu cầu ong dế này thì tốt nhất là đến tận trại của anh Các để xem. Mình chọn lựa những cái đàn ong mà nó đạt tiêu chuẩn nhất với phù hợp với những cái túi tiền của mình nhất thì các bác mang về nuôi. Thì như bên anh Các thì hôm nọ mình cũng có hỏi thì anh ấy cũng hỗ trợ kỹ thuật để cho anh em nuôi được cái giống ong này nhé. Nên anh em cứ thoải mái. Thôi khả năng mình cũng xin được dừng video tại đây thôi mọi người. Mọi chi tiết liên hệ thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của cái video này nhé. Rồi chào các bạn.